Thiếu tướng Vũ Hồng Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ghi nhận từ báo Người Lao Động, sáng ngày 8 tháng 8, tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 đối với Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã kinh qua các chức vụ Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Ban Bí thư đã ký quyết định điều động Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.